Nhiều nhất một ngày là đáng bán là phải 600 ly. 600 ly. Đứng luôn chứ không có được ngồi ha. À, khách lợi là múc không kẹp, đáng đâu ngồi nhiều khi ha, ăn sáng còn không ăn được. Lợi tới tấp hoàng sao con ngồi. Ngồi là chết là con. Không có khách nhiều nhất ở trên app là nó mua, có đứa mua 30 ly, 40 ly, 20 ly. Là ít nhất là phải 5 ly. Có khách mua về nhà cũng có 5 ly, 10 ly. Đáng. Dạ, 64 con, à, xương xăm, xương sáo, dừa nước, nhãn nhục. À, đáng bán là ở đường Bách Tơ, đối diện với tòa nhà Sài Gòn Center. À, từ 8 giờ là đáng bán tới 4 giờ chiều. Là hồi đó là đáng bán cái này, hồi đó trước kia là đáng bán hàng gánh đu đủ, xẻ. Đó, đáng gánh đi vòng vòng. Giờ bây giờ thì đu đủ không còn nữa thì đáng chuyển qua cái nghề dừa nước xương xăm xương sáo này. Là anh này cũng 30 năm rồi con. Là bên bán cái xe này là 30 năm rồi. Không, đáng còn bán hàng gánh những xe này mới bán 4 năm. Mới chuyển qua xe thôi, còn lúc là đáng gánh. Trên cái xe của đáng là dừa nước nè, nhãn nhục nè, xương xăm nè, xương sáo nè, hột é, dao câu, dông biển. Giá 10 đi nhỏ thì 15 ngàn, đi lớn thì 20 ngàn. Ba dừa một nhãn hả con? Ờ, đồng giá hết con, ly nhỏ là cứ 15, ly lớn là cứ 20 vậy. Dừa nước thì mình lấy giác sáng là mình bảo quản, mình phải dằn đá lên gì nè cho nó giữ cái độ lạnh lại, con hiểu không? Nó không có hư dừa. Nếu mà con không có dằn đá giữ cái độ lạnh lại là dừa nó hư. Thế mà con hỏi ngày mình bán bao nhiêu ký dừa được chứ con? 40. 40 ký dừa. Không, cái này là chủ người ta đi đốn về, người ta chẻ ra, người ta bỏ mối cho mình. Thì đáng tự động, đáng chế biến ra là đáng bán đủ thứ hết. Từ đầu là bán nhiều. Ừ, từ đầu là bán nhiều rồi con. Mới đầu là đáng bán 20 ký, bây giờ đáng bán 40 ký. Tại vì không có đủ số lượng cho trên app nó đi đó. Ừ, là mấy cái cô kia cũng đi ăn, giờ mấy cổ thấy để đẹp, giờ mấy cổ quay lên, quay lên cho đáng bán ở trên app nào đó. Chứ đáng đâu có biết, hồi đó quay lên sợ lắm, không biết có bị gì không sợ. Ơi. Con mấy ly con? Em bán trên app là nhiều lắm, ngày 600-700 ly. Ừ, đó, còn không đủ hàng nữa. Không, hồi đó đáng bán chỉ có một món đu đủ thôi, giờ sau này đáng cũng bán hàng rong là cũng để đủ thứ gì luôn. Nhưng mà gánh nặng lắm con. Rồi mấy cái anh mà ở quán cà phê đó thấy vậy, thấy gánh nặng quá, người ta cho tiền đáng mua xe đặng bán, chứ còn gánh thấy cái gánh không thấy người đó. Thì con tính bao gồm đây coi là 100 mấy chục ký á, là một cái thao này là mấy chục ký rồi. Mà mình bao nhiêu ký rồi mình gánh tải cái gánh đó? Thì đáng mới bỏ nay mới có 4 năm thôi. Yeah. Ừ. Chứ đáng bán gánh mà dài dài đường Bách Tơn này ai cũng biết đáng hết trơn. Tại mình bán lâu đời vậy con, không có nản. Có trời mưa là mình bán hơi chậm tí thôi, nhưng cũng vẫn bán, cũng như là bây giờ nắng thì con bán 2 giờ hết, còn mưa thì con bán hoặc 4 giờ hết, vậy cũng hết đồ. Đáng bán món này không, từ đó giờ không bỏ được. Dưới kia hả, đông khách quá, người ta đuổi người ta không cho đứng nữa, hiểu không? Mình đi qua đây cả nửa tháng rồi con gái. Có thể là
tự làm hết, chỉ có dừa với xương xăm, xương sáo mình lấy mối thôi. Cái này lấy mối, cái này mình mua đồ khô về mình ngâm, do nhãn nhục mình mua về mình nấu, dông biển mua khô về nó ngâm luôn, ngâm dông khô về mình cắt ra. Đâu là đáng về giấc chiều đó ha, là dông biển đáng ngâm mà đáng cắt nè, để tủ lạnh nè không sao hết, đồ tươi nó không sao. Còn nhãn là phia dậy nấu, nấu rồi sáng mình đi. Còn dừa nước thì sáng dưới cần giờ đó, nó đem lên nó bỏ mối thì mình để lên sạn xong là 7 giờ là đáng vô tay bán rồi. Bán dưới hầm nghi con, về tới 8 giờ 8 mấy mình mới lên tới đây. Chăm mấy cái kia vô đi con, xin sáo rồi đó. Cái này là dông biển nè, mình mua đồ khô về mình ngâm ra, khoảng 11 giờ đó con. Bây giờ là lai dai là bắt đầu là khách lợi rồi đó. Chút nữa là trên app đó mua đông lắm. Người ta đi đâu rồi ta cũng trở lại mua của đáng à. Lợi tới đó người ta tưởng hồi đó người ta không biết tên, rồi người ta thấy coi trên mạng rồi người ta lợi tới người ta cũng nhìn quen.